Ta. Em. Ủa, mọi người đâu rồi ta? Thật ra em rất là yêu anh. Nhưng mà 3 năm trước em phát hiện là mình mắc một căn bệnh rất là nặng. Em phải qua nước ngoài chữa trị nên mới biến mất 3 năm. Sao không đợi cho anh biết? Sao? Em không muốn người em yêu phải chờ đợi em trong vô vọng. Em cũng không biết là mình qua khỏi không nữa. Bây giờ em khỏe rồi, em về đây tìm anh thì anh đã là chồng của người ta rồi, mà vợ anh lại là bạn thân của em nữa. Anh biết em đau lòng đúng không ạ? Anh còn yêu em không? Anh chưa bao giờ hết yêu em. Có lẽ em không còn ở đây nữa rồi. Em đã biết tất cả. Người yêu cũ mà anh hay kể chính là cô ấy, bạn thân của em. Những ngày vừa qua, nhìn hành động dịu dàng mà anh dành cho các, em đã hiểu anh còn yêu cô ấy rất nhiều. Em chỉ buồn là tại sao em không đến sớm hơn một chút. Nhưng hai người đều là hai người em yêu thương, nên em không muốn ai phải đau khổ, nên em sẽ nhường anh lại cho cô ấy. Đơn em cũng đã ký rồi, chúc anh và các em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.